Blue Bunny Thỏ Xanh TV. Toto nấu cơm. Toto sống cùng mẹ trong một ngôi nhà cuối thôn. Một hôm trước khi đi chợ, mẹ dặn Toto: "Con nấu trước nồi cơm cho mẹ nhé." Mẹ vừa đi, Toto vo gạo rồi đặt nồi lên lò. Bỗng Toto nghe tiếng gọi mình ngoài cửa. Toto quay lại nhìn, thì ra là bạn gà con. Gà con chạy vào nói: "Trên TV có phim hay lắm, mở xem đi." Toto liền mở TV, cậu say sưa theo dõi phim. Chợt Toto sực nhớ nồi cơm, cậu chạy xuống bếp. Toto lẩm bẩm: "Đợi cơm cạn lâu quá, mình mở lửa lớn lên cho mau." Gà con lại réo: "Toto ơi, đoạn này hay lắm." Toto lại chạy lên xem TV. Chợt gà con hốt hoảng: "Có mùi gì khét quá." Toto miếu máu: "Nồi cơm cháy đen hết rồi." Mẹ về mắng Toto một trận: "Làm việc gì có hãy chú ý làm cho xong rồi hãy chơi." Toto cúi đầu: "Con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ không thế nữa." Các bé nhớ nha, hãy tập trung vào việc mình đang làm trước cho xong. Đừng như Toto làm hư mọi việc mà làm buồn lòng ba mẹ. Nhấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo các video mới nhất nha. Xin chào.